Trong đêm 26 tháng 10, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 2 xe máy và 1 ô tô vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, từ ngày 26 tháng 10, hàng đêm đơn vị cảnh sát giao thông Hàng Xanh sẽ bố trí các tổ công tác từ 22 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong 10 tháng của năm 2018, đơn vị này đã xử lý được 800 trường hợp người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, do ý thức của một số người kém, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn còn xảy ra. Trước đó, vào khuya ngày 21 tháng 10, một ô tô do một người phụ nữ uống nhiều rượu, bia, điều khiển xe BMW đã tông hàng loạt xe máy và một taxi, khiến một người chết, 7 người bị thương. Tại ngã tư Hàng Xanh khiến cho người tham gia giao thông vô cùng bức xúc vì hành vi sử dụng chất kích thích còn tham gia giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng.